Philippe Petit đã 73 tuổi, nhưng tuổi tác không khiến ông dè chừng hơn. Nghị sĩ đi dây trên không nổi tiếng người Pháp mới đây đã biểu diễn tại Washington lần đầu tiên, vẫn không sử dụng lưới hay dây an toàn khi đi trên dây treo cao hơn 15 mét tại Viện Bảo tàng National Building Museum. Nhóm của ông mất khoảng một tuần để lắp đặt đường dây dài 30 mét ngay dưới trần nhà của bảo tàng. Tòa nhà này tuyệt đẹp, nó là một trong những địa điểm đẹp nhất mà tôi từng đến biểu diễn. Ông đã biểu diễn vào hai ngày riêng biệt cuối tháng 3. Một buổi biểu diễn dành cho người lớn với mục đích gây quỹ cho cuộc triển lãm những câu chuyện về xây dựng sắp tới của bảo tàng, mở cửa cho công chúng vào tháng 11. Buổi biểu diễn thứ hai dành riêng cho học sinh tiểu học địa phương. Cháu thích ông ấy. Nhưng cháu hơi ngạc nhiên là ông không nhào lộn. Cháu muốn ông ấy nhào lộn. Trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình, Petit đã biểu diễn tại một số tòa nhà cao nhất thế giới. Buổi biểu diễn đầu tiên của ông diễn ra vào năm 1971 khi ông đi giữa hai tòa tháp của nhà thờ Đức Bà Paris. Năm 1973, ông đi trên không qua cảng Sydney. Ông có lẽ được biết đến nhiều nhất nhờ buổi biểu diễn năm 1974 tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York khi ông đi dây ở độ cao 400 mét giữa hai tòa tháp đôi mà không được chính quyền thành phố cho phép, dưới sự chứng kiến đầy kinh ngạc của khán giả bên dưới. Tôi rất sốt ruột, rất vui khi được đi dây. Tôi không biết mình sẽ làm gì, tất cả đều là ngẫu hứng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi ngang qua, nhưng không, tôi đi ngang rồi tôi quay lại, và quay lại. Tôi đi trên đó 45 phút, Ngẫu hứng, không theo một kịch bản nào. Petit bị bắt ngay khi vừa xuống đất an toàn, nhưng ông được thả để đổi lại một buổi biểu diễn miễn phí cho trẻ em ở công viên Central Park ở New York. Ngày nay, gần nửa thế kỷ sau màn biểu diễn mạo hiểm nổi tiếng, ông vẫn đi trên dây mỗi ngày, mặc dù bây giờ mọi màn trình diễn của ông đều được lên kế hoạch và phê duyệt trước. I'm doing roughly three hours of practice. Uh, it's a Tôi tập luyện khoảng 3 tiếng, một tiếng rưỡi khởi động và tung hứng, và một tiếng rưỡi trên dây trong khu vườn nhà tôi. Tôi đang viết cuốn tự truyện của mình, và tôi muốn tiếp tục biểu diễn vòng quanh thế giới. Tôi sẽ không bao giờ nghỉ hưu. Petit đã viết sách, mô tả các màn trình diễn của mình và quá trình chuẩn bị lâu dài. Một số bộ phim đã được làm về ông, trong đó có phim Man on the Wire, bộ phim đã đoạt giải Oscar.